Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe của xe Honda Civic đời 2008. Sản phẩm hôm nay em muốn giới thiệu tới anh em đó là sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy Denso tại Thái Lan. Đây là cái ngày chúng ta nhập khẩu về Việt Nam. Và đây là cái mã sản phẩm 446610 gạch ngang 5640. Quality tức là số lượng là một cái. Đây, Corliss Evaporator, tức là dàn lạnh này. Đó. Bây giờ em sẽ cùng anh em mở ra và xem cái quy cách đóng gói cũng như là cái hình ảnh chi tiết cụ thể của sản phẩm. Đây. Đây. Đây ạ, đây chính là cái dàn lạnh đấy ạ. Đây, với cái quy cách đóng gói như thế này thì khi vận chuyển xuyên quốc gia như thế nên anh em có thể nhìn này, hàng nó vẫn rất là đẹp này, không hề bị móp méo, với các cái thiết kế của nhà sản xuất rất là thông minh. Đây, đây là dưới mã cùng là cái đây, đây là cái với cái dàn Civic từ đời thấp đến đời cao thì thường cuống da co của nó sẽ là ra bên này và van nó bắt ở đây. Đây là đời van vuông nhé anh em nhé. Còn đời sâu lửa của nó cũng là van vuông và van dâu nhưng thân nó dày hơn. Với cái đời dàn van rút này thì thiết kế thông minh nhỏ gọn nhưng độ lạnh này cực kỳ là sâu ạ. Đây anh em cùng nhìn này. Đây, đây là phía mặt trước này, phía mặt sau này. Đây. Sản phẩm được sản xuất từ những khối nhôm đúc kép lại với nhau. Nên anh em có thể nhìn này, các cái lan nhôm này nó rất là dày, giúp dẫn nhiệt và tỏa nhiệt cực kỳ tốt. Đây. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn lạnh của xe Honda Civic 2008. Anh em có nhu cầu quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333, kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.